Kính thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp thì khi một vị thầy nào sau khi một thời gian vân du và chọn một địa điểm nào đó để dừng lại mà phát nguyện lập đạo tràng, thì các trong Phật giáo thường dùng cái từ là chấn tích, tức là mình cầm cái gậy sắt, mình đến nơi nào mình quyết định mình trụ lại thì mình chống gậy dừng lại nơi đó. Cây gậy sắt mà quý vị thường thấy đó là giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát hay cầm đó, thì theo xưa là mỗi một vị tỳ kheo đều có một cây gậy đó. Cây gậy đó để mình đi đâu mình dò đường, thí dụ như qua suối thì mình cầm cái cây đó mình chấm xuống nước xem coi sâu hay cạn để mình đi qua đường. Lỡ mình có gặp những con rắn, con rít, con gì bên đường á, thì mình có thể cầm cái cây đó mình đưa cái con đó qua bên để mình đi cho an toàn. Và nhiều khi mình cũng có thể làm một phương tiện để quẩy gánh, và đồng thời khi mình đi đến đâu để nói lên là mình có mặt để khất thực gì đó, thì các vị hay cầm cái cây đó lắc, thì cái tiếng khoen trên cái cây đó nó trổ lên, nó lắc lên, thì người ta biết được rằng có một vị tỳ kheo đi đến để khất thực. Và khi các thầy dùng cái cây gậy đó mà ở nơi nào các vị dừng lại, thì các vị hay dùng cái ý nghĩa, cái hình ảnh là trụ cái gậy đó để mà ở yên đó, và vị đó trở thành trụ trì. Chữ trụ là ở, chữ trì là gìn giữ. Trụ trì nghĩa là mình ở đó vững chãi để gìn giữ cái ngôi nhà Phật Pháp mà chúng ta dựng lập. Và khi mà trụ trì á, sau khi mình dựng lập đạo tràng rồi thì bắt đầu mình làm cái việc thứ hai là tiếp độ, tức là bắt đầu mình thu nhận những người đệ tử từ tại gia cho đến xuất gia để mà tu tập với mình. Ngày xưa Đức Phật không có lập chùa, Đức Phật ở trong rừng tu tập, vì lúc đó ngài ở một mình. Và sau đó ngài thu nhận các đệ tử thì cũng chưa có chỗ, cho nên các thầy ở trong rải rác trong những khu rừng. Thì vua Tần Bà Sa La thấy như vậy không có tiện, vì ngài mới thưa với Đức Phật rằng bây giờ Đức Phật đã có đệ tử rồi, có thành lập một đoàn thể người tu rồi, gọi là tăng đoàn. Nhưng nếu không có một cái chỗ thì hàng cư sĩ Phật tử không biết ở đâu để đi tìm học hỏi. Cho nên, và ông cũng đề nghị là Đức Phật nên có một cơ sở, có một nơi chốn. Và từ đó Đức Phật thấy cái lời đề nghị của ông. Như vậy thì thưa đại chúng rằng á, trong Phật Pháp á, khi nào chúng ta có những cái nhu cầu thì chúng ta sẽ thiết lập từ cơ sở cho đến những giới luật. Các thầy á, bình thường đi xuất gia mới vô, Đức Phật cũng không hề thiết lập những cái giới luật giáo điều nào bắt buộc, trừ khi nào ở trong đại chúng có những cái tệ nạn xảy ra thì một quy luật được quy định. Vì vậy cho nên khi mà nhu cầu nơi chốn cần thì Đức Phật chấp nhận xây dựng. Vì vậy vua Tần Bà Sa La đã cúng một cái khu vườn, đó là khu vườn trúc, để lập nên đạo tràng, để lập nên chùa. Và cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo đó là ngôi chùa Trúc Lâm, là Tịnh Xá Trúc Lâm. Thí dụ như ai hỏi mình, nếu nói về lịch sử một ngôi chùa thì ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo là ở đâu, thì quý vị nhớ rằng ngôi chùa đó ở tại Ấn Độ, nước Ma Kiệt Đà thành Vương Xá, và tu viện đó tên là Tu Viện Trúc Lâm. Vì vua Tần Bà Sa La cúng một cái khu vườn trúc để cho Đức Phật thành lập chùa, và Đức Phật đã đặt cho ngôi tịnh xá đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Đó là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Rồi kể từ đó, chùa là tiếng Việt, tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Phạn gọi là Già Lam. Già Lam là gì? Già Lam là nơi chốn thanh tịnh để các vị ở yên thanh tịnh. Cho nên được dịch nghĩa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Viễn ly tức là vĩnh viễn xa lìa cái chỗ xấu ác,
mà gần gũi được cái chỗ thiện lành. Cho nên chùa được dịch là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Đó là ý nghĩa của chữ chùa. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự hay là tu viện, vân vân. Tu viện ở nơi đó là nơi chốn để người ta có thể quy tụ, người ta tu tập, gọi là tu viện. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi việc gì chúng ta làm, chúng ta đều nương vào một cái bậc cao đức hay là một ánh sáng. Thường thường những cái gì mà nó phát minh, nó đẹp, người ta thường hay gọi là ánh sáng. Ví dụ như một ngày nào đó mình gặp một người bạn mình, nó chà bữa nay sáng sủa quá ha, sao mình thấy cái người đó phát quang, người đó có một cái tươi mát. Chữ ánh sáng đây là gì? Là sự tươi mát. Mà sự tươi mát này nó trong sạch chứ không phải mờ ảo. Cho nên thường thường làm cái gì, ví dụ như ngày hôm nay nè, nếu như mà không có ánh sáng mặt trời thì bắt đầu trời sẽ lạnh. Hồi sáng này theo cái chương trình là đây cũng là cái trai đường để ăn sáng ăn chiều đó, nhưng mà từ hôm qua tới giờ đâu có ai dám ra đây, lạnh quá. Và hồi xa tối hôm qua quý thầy bàn nói thôi để cho thuận tiện á, sáng nay sau giờ công phu đại chúng ra ngoài làm lễ đặt đá luôn. Nhưng mà công phu xong vẫn thấy trời chưa sáng, cho nên trời còn lạnh, cho nên chưa dám ra. Cho đến khi mặt trời lé lên thì chúng ta mới thấy được ánh sáng, và chúng ta mừng, và chúng ta biết rằng trời sáng thì có ánh nắng mặt trời thì không khí sẽ ấm trở lại và mọi người sẽ dễ chịu hơn. Vì vậy cho nên ở trong Phật Pháp lấy cái ánh sáng làm cái biểu tượng của sự tu tập. Cho nên quý vị thường thấy Đức Phật phóng quang. Khi Đức Phật trước khi thuyết Pháp, Phật cũng phóng quang. Trước khi Đức Phật làm việc gì thì phóng quang. Nhưng mà cái chữ phóng quang đó là gì? Là tỏ rõ được cái ánh sáng, tỏ rõ được niềm vui, tỏ rõ được hạnh phúc. Thí dụ sáng hôm nay có những vị ở rất xa, ở vài tiếng đồng hồ lái xe, nhưng mà quý vị đã có chương trình lên đây, cho nên dù thức thật sớm, dù một cái chuyến đi dài mấy tiếng rồi lát chiều cũng phải đổ về, nhưng mà trong lòng mình hân hoan không? Trong lòng mình hân hoan, mình vui vẻ, đó là ánh sáng. Và khi mình đi hân hoan, mình đi vui vẻ như vậy, dù có mệt mình cũng không than, dù có đường xa mình cũng không than, mà lâu lâu thở một cái thôi. Nhiều khi mình than thở, mà có nhiều người ta sống vừa than mà vừa thở, không thở chết làm sao. Cho nên than thì không, mà thở thì đều đều. Cho nên than thở ai cũng phải thở hết á. Như vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có niềm vui, chúng ta phát khởi, thì tự nhiên người mình nó thoải mái, nó dễ chịu, và thậm chí mình rất là vui vẻ, và mọi người nhìn mình một cách rất là an lạc. Thì cái ánh sáng đó Phật luôn luôn có. Vì vậy cho nên nói, ủa Phật làm gì cũng phóng ánh sáng, tại vì Phật làm gì Phật cũng vui. Thí dụ Phật ngồi ăn cơm Phật cũng vui, là tại vì Phật thấy được hạnh phúc là mình có được miếng ăn. Và mình thấy bao nhiêu công sức người ta đổ vào đó để cho mình có được một món ăn. Ở trong sự thiền tập á, nó có một cách thiền tập như thế này. Thí dụ như quý vị ăn một chén cơm, thường thường mình ăn là mình chỉ đếm món thôi. Trời, hôm nay tôi ăn một bữa cơm rất là phong phú, có 7 món hay 5 món. Mình nói cái món tổng thể và mình thấy đã quá nhiều rồi. Nhưng để cho cái tâm lượng của mình tràn đầy sự hân hoan, sự biết ơn, mình nhìn vô chén cơm, mình sẽ thấy bao nhiêu món tinh tế ở trong mọi thứ. Ví dụ nhìn vô chén canh, mình thấy có nước, có rau, có tiêu, có bột nêm, có muối, có đường, có ngò. Con chén canh mình nói tổng thể là chén canh, nhưng khi chúng ta nhìn kỹ vào chén canh thì chén canh này được sự phối hợp của 7-8 thứ để có được một chén canh. Nhất là nấu canh chua,
bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, rồi gì nữa, khóm, me, nước, ngò gai, ngò ôm, hành phi, phải không, bột ngọt, đường, muối, nấu canh chua không có bột ngọt, nấu canh chua chỉ nêm đường, muối thôi. Rồi người nào mà ăn ngon nữa thêm muỗng nước mắm, một chén canh chua. Nhưng nếu chúng ta tư duy vào chén canh chua thì chúng ta phát hiện rằng chén canh chua là một sự phối hợp của bao nhiêu thứ đó. Đây là nói tổng thể ha. Chi tiết nữa, cà này ai nó ai trồng, cà chua ở đâu ra, đậu bắp. Như vậy mình thấy ngoài cái món này nó có mặt, còn người tạ, người trồng trọt nó, người tưới tẩm nó, cắt nó, giao đi bán từ ở Hawaii, từ ở đâu đó sang tới cái thành phố của mình, rồi biết bao nhiêu công phu đi làm mới có tiền ra chợ mua, rồi chở về đây, đâu phải tự nó nhảy vô nồi đâu, phải không? Rồi phải cắt gọt làm đủ thứ. Khi mình ăn một chén canh chua và mình phát hiện ra rằng trong chén canh chua này quá nhiều ân tình ở trong đó, thì mình ăn một chén canh chua rất là trân quý. Và mình thấy được cái niềm hạnh phúc ngay giây phút đó, trong lòng mình phóng một ánh quang. Như vậy khi mình đưa tâm mình vào mỗi món là mình đã phóng quang về đó. Cho nên trong kinh hay nói Phật phóng quang khắp mười phương, là tại vì Đức Phật đã thấy rõ từng chúng sanh đã có mặt. Cộng giá, người ta muốn đổ giá, người ta phải lấy đậu xanh, phải không? Rồi người ta phải tưới bao nhiêu ngày nó mới lên được cái cộng giá đó. Chỉ nổi cái cộng giá thôi mà mình để vào miệng mình ăn, nhai chừng 5-7 cái là mình nuốt là xong giá rồi. Nhưng mà người ta phải mất bao nhiêu thời gian để làm ra giá cho mình, người ta mất bao nhiêu thời gian để trồng ra một cây đậu bắp, một cọng bạc hà, vân vân. Cho nên cái tuệ giác của mình soi vào đó, mình cái sáng suốt của mình soi vào mỗi món đó, thì như vậy là mình đã phóng quang vào cõi đó. Cho nên trong kinh nói Đức Phật phóng quang mười phương cõi, những chỗ nào tối tăm Phật ánh sáng đó cũng tới. Nghĩa là gì? Có những người, người ta âm thầm, người ta lặng lẽ, người ta phục vụ cho mình, nhưng nếu mình lấy cái ánh sáng mình phóng vào đó, mình sẽ thấy có hạt họ trong đó. Cho nên xin thưa đại chúng, khi Pháp Hòa đi giảng, trừ trường hợp không có thời gian thôi. Nếu có thời gian, cái chỗ mà Pháp Hòa muốn tới chụp hình và thăm đại chúng nhất, đó là nhà bếp. Tại vì khi mọi người ở đây là rần rần ăn uống phục, biết bao nhiêu việc, mình ở đây mặc áo đẹp, rồi mình đứng mình chụp hình, mình dơ hai, dơ ba, dơ tim, rồi thả tim. Trong khi đó có những người dưới bếp đầu tắt mặt tối, làm bất kể ngày đêm cho phục vụ cho một cái lễ. Thậm chí xong rồi các vị chưa được lên tới chánh điện, chưa được lên tới ở phía trên, biết ở phía trên này là làm cái gì, toàn dưới bếp không. Các vị đó có phải âm thầm không? Nếu không có các vị đó, cái buổi lễ này 50% không thành công lắm, là tại vì tới mà không có ăn, phải không? Thành thử ra nơi đó người ta đâu có phô trương, người ta đâu có đập nồi, tôi đang ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta là người sống, chúng ta có ánh sáng, chúng ta nhìn, chúng ta phóng quang vào trong bếp, cái tâm tư mình nghĩ tới người trong bếp, hay là khi mình ở đây, mình ngồi đây, trong khi đó có những người đứng. Pháp Hòa biết, ở Pháp Hòa đến bên Texas, những cái mùa hè trời nóng, thấy những Phật tử mà đứng ở ngoài bãi đậu xe thấy thương lắm. Trời nắng gắt vậy đó mà các vị bao lại hết, chỉ còn đủ con mắt. Đứng làm gì? Đứng để chỉ cho người ta đậu xe cho an ổn, đâu vô đó hết. Mà bất kể, dù những cái ngày nắng gắt, những cái buổi lễ đó, có những Phật tử tình nguyện đứng ngoài bãi đậu xe như vậy. Cho nên quý vị thấy, có phải là trong một ánh sáng này, trong một cái buổi lễ này, có rất nhiều công sức không? Rồi bây giờ mình nhìn, hồi nãy Pháp Hòa chỉ mới nói một chén canh chua đó, chưa nói tới món kho, chưa nói tới món xào, chưa nói tới món gỏi. Rồi mình ăn bữa ăn, mình thấy trời đất ơi, đâu phải chỉ có 5 món không đâu, mà mình sẽ thấy bao nhiêu công sức ở trong đây. Đó là một pháp tu thiền. Khi mình ngồi ăn cơm á, cái tâm mình gửi vào đó,
mình xây qua món canh xong giờ mình qua món kho, rồi mình sẽ thấy nhất là kho thập cẩm, củ cải đỏ, củ cải trắng, đông đông cô, rồi măng, rồi đủ thứ hết, tàu hũ, rồi vân vân. Một món đồ kho cũng bao nhiêu công trong đó. Cái đó gọi là quán chiếu trực tiếp. Rồi bây giờ gián tiếp nè. Gián tiếp nè. Không có lửa làm sao nấu ăn? Không có người chở đi chợ làm sao có? Cho nên có những người mình hoàn toàn không thấy họ trong bữa ăn. Thí dụ mình không thấy lửa trong bữa ăn, nhưng nếu không có lửa làm sao nấu ăn? Như vậy có đó là duyên. Cái đó là duyên của gián tiếp. Còn cái đây là trực tiếp. Từ đó quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy mình tu thiền. Nghĩa là chúng ta đưa cái tuệ giác, đưa cái chánh niệm, mình nhìn vào từng thứ. Và chúng ta thấy rằng mỗi mỗi cuộc sống của chúng ta đều quá nhiều công phu lao tác. Cho nên đọc cái câu thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác, quá trời lao tác. Thấy được như vậy, ánh sáng đó Đức Phật, chúng ta trong nhà Phật gọi là quang. Mỗi một Đức Phật có 12 ánh sáng. Và chúng ta hằng ngày chúng ta sống, chúng ta có thể nương từng ánh sáng để chúng ta làm việc. Ví dụ như mình có một ánh sáng vô biên quang. Vô biên là gì? Không có biên giới. Ánh sáng không có biên giới. Thí dụ cha mẹ thương con có biên giới không? Cha mẹ thương con không có biên giới. Cái người mà thương mình vô điều kiện là cha mẹ. Còn nhìn kỹ những người thương bên cạnh mình là người yêu người gì là có điều kiện hết. Tại người đó mà thương mình không thương thử coi, hoặc là hẹn hoài không tới coi, tức là sẽ có điều kiện. Hay là thử tới ngày kỷ niệm mà quên coi, ngày sinh nhật mình quên coi, ngày kỷ niệm ngày cưới mình quên coi, kỷ niệm những ngày quen nhau mình quên coi. Còn mình quên ngày sinh nhật cha mẹ cũng không buồn. Mà cha mẹ còn nói thôi không sao đâu, tụi con bận công ăn việc làm, ba mẹ già rồi, sinh nhật gì nữa. Lúc nào cũng nói những cái lời mà làm cho mình nhẹ lòng và không feel guilty, không cảm thấy khó chịu. Còn người kia vậy đó mà nói thương tôi, thương tôi mà ngày này không nhớ. Có nhiều khi sáng để ý coi người ta có làm gì mình không, sao cả ngày không thấy gì hết trơn. Cái giả bộ chụp hình hôm nay mình tự mình mừng sinh nhật mình để coi ai có cảm thấy khó chịu không. Còn cha mẹ thì khác không. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp nhận được những nguồn năng lượng vô biên. Đó là vô biên quang. Đó là những năng lượng của ánh sáng của bề trên, của những người trên mình, của những người độ lượng. Thí dụ mình soi sáng xuống con mình, cho nên con mình nó nhiều khi nó hổn với mình mà mình vẫn tha nó được, tại vì nó là con mình. Nếu mà con hàng xóm là rồi xong, chẳng những giận nó, giận ba mẹ nó luôn. Nói ba mẹ nó sinh mà không dạy. Cho nên thường thường nó vô biên quang là một loại ánh sáng vô biên, vô ngần mé, không có biên giới. Đó là ánh sáng của lòng đại lượng. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình tha được, cái mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con nương vào ánh sáng vô biên quang. Nương vào ánh sáng vô biên quang để chi? Con không có chấp nhất. Con không, thí dụ mình thấy mình là gì, cho nên người kia đối xử với mình không đúng mức, mình sẽ buồn. Tại mình có mức. Thí dụ mình nói mình là cao vậy nè, nhưng mà người đó đối xử với mình không đúng mức, mình sẽ buồn. Hoặc là mình nói trời ơi, công sức tôi làm bao nhiêu việc cho người đó mà tới người đó tỉnh bơ, người đó thờ ơ, người đó không có một cái chút gì gọi là trân quý hết, cái mình buồn. Tại vì mình thấy có một cái sức, có một cái công sức mình trong đó mà người đó đối xử chưa tương đồng với cái sức của mình, tự nhiên mình buồn. Bây giờ mình phóng ra một ánh sáng vô biên quang, unlimited, boundless light.
mình phóng ra ánh sáng đó cái mình nhẹ, nhẹ mình nương được một ánh sáng vô biên quang. Ánh sáng thứ hai, vô ngại quang. Ồ, tại sao vô ngại? Tại vì mình thấy có mình có ta cho nên mình trở ngại, hoặc là mình buồn rồi đó mình tới không được. Thí dụ mình nói, chị biết không, tôi đang lái xe quẹo vô bãi đậu xe rồi, tôi thấy cái bóng của nó tôi quẹo ra liền. Mới thấy cái bóng người ta thôi là ánh sáng mình lui rồi. Như vậy mình không phải là ánh sáng của vô ngại. Nếu mình là người đứng đắn, mình vô tư, đây là một ngôi đạo tràng, ai cũng có thể đến tu tập. Nếu mình không có hợp duyên với người đó, đâu có nghĩa là cái duyên đó nó bẩn đi hết tất cả những cái duyên khác của mình. Tự nhiên chỉ vì một cái bóng dáng của người mình chưa hạnh phúc thôi là mình đã đi chỗ khác rồi. Như vậy mình đã thua cuộc. Ở đây không phải hơn thua gì, nhưng mà nói lên cái năng lực vô ngại của mình chưa đủ. Có nhiều khi mình làm cho người thân của mình, có bao giờ mình lo ngại gì đâu. Nấu cơm cho con ăn, nấu cơm cho chồng cho vợ ăn, nấu cơm cho chị cho em ăn, đâu có gì trở ngại đâu. Tại vì mình có được ánh sáng vô ngại, vô ngại quang. Chúng ta có ánh sáng vô đối quang. Vô đối quang là gì? Không có bị so sánh. Không có so sánh. Tại vì sao? Cuộc đời này chúng ta càng so sánh chúng ta càng khổ. Tại vì mỗi người có một năng lực. Thí dụ như mình nói cái người đó là nấu ăn, mình thì không nấu ăn nhưng mà mình rửa dọn, thì mình nói cái người rửa dọn không bằng người nấu ăn, cốn được. Mỗi người có một tầm quan trọng riêng. Tại vì nếu không ai rửa dọn thì mình nấu ăn ra ai dọn dẹp. Rồi bây giờ nói cái người tôi là người nấu ăn, tôi công tôi nhiều hơn cái người mua cũng không được. Tại vì họ là người để tịnh tài ra để mua sắm thức ăn, mình là người nấu. Thì thưa đại chúng, giống như một cái đạo tràng, mình có những cái nhiệm vụ. Thầy trụ trì, thầy tri sự. Thầy tri sự thì theo thường là tri sự là gì? Là người biết tất cả công việc, giống như cái người xử lý thường vụ của cái ngôi đạo tràng đó. Nhưng mà thật sự nói, thầy trụ trì quan trọng hơn, đúng, nhưng mà thầy ít làm việc hơn thầy tri sự. Thầy tri sự là người điều đình, cho nên không có so sánh. Mẹ và ba không thể nói ai hơn ai, mà mỗi người có một thiên chức, có một nhiệm vụ. Cho nên cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng nếu chúng ta giảm đi cái phần gì? So sánh. Cho nên mình sâu phóng được một ánh sáng vô đối, không có gì sánh bằng, không có đối tượng. Và không đối tượng là gì? Tại vì mình có vô ngại, vô biên. Hồi nãy Pháp Hòa nói hai cái trước rồi đó, vô ngại, vô biên, cho nên mình vô đối. Chúng ta có một ánh sáng thứ tư, đó là diệm vương. Chữ diệm là lửa, là nhưng mà vua của các ngọn lửa gọi là diệm vương. Và diệm vương ở trong kinh đó, chữ diệm đó, còn biểu tượng cho Niết Bàn. Tại vì sao? Tại vì các vị dùng một ngọn lửa của thanh tịnh như củi hết lửa tắt. Trong kinh hay dùng cái từ củi hết lửa tắt, nghĩa là biểu tượng cho một trạng thái bình an, không có khổ đau, không có ngại ngùng gì hết. Củi hết thì lửa tắt, một trạng thái bình an của nội tâm. Cũng giống như hôm nay xong việc, hết chương trình, chúng ta ra về, chúng ta ăn cơm, chúng ta nhận diện được hạnh phúc. Ngay giây phút đó chúng ta có được một ngọn lửa diệm vương của Niết Bàn. Cho nên cái sự vô ngại, không có chướng ngại, không có chướng duyên, đó là diệm vương. Cái ánh sáng thứ sáu, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là cái chỗ vắng lặng mà trong sạch. Ví dụ ở đây buổi sáng vắng lặng nhưng mà không khí rất trong sạch. Có những nơi vắng thì có mà trong sạch thì không. Tại vì sao? Ô nhiễm môi trường.
không khí bị pollution. Thí dụ ha, ta bước vô cái nhà đó, ủa sao nhà này yên lắng quá ha. Nhưng mà yên lắng này đâu phải là yên lắng của hạnh phúc đâu, tại ta đang giận nhau, không ai nói ta ai đó, mỗi người vô phòng hết trơn rồi. Thì cũng là yên lắng, nhưng mà cái yên lắng này nó tỏ ra một không khí lạnh lùng, giận dữ, hờn tủi với nhau. Nhưng có những nơi mình tới, mình cảm nhận được một sự yên lắng mà trong đó có sự thanh bình, có sự thanh tịnh. Quý vị thấy được hai cái yên lắng và nói không? Ví dụ như thỉnh thoảng ở nhà mình đó, vợ chồng giận nhau cái mỗi người một phòng, rồi tới giờ ăn cơm không ai ăn hết, rồi nhiều khi mình cũng làm bổn phận mình xuống nấu mình để đó, rồi ai ăn thì ăn, phải không? Rồi mấy đứa nhỏ nó về nó thấy sao cái cảnh trí này quen quen, thường xảy ra quá, nó cũng đi ra ngoài nó ăn. Như vậy trong nhà mình cũng là một cái không khí yên lắng đó chứ. Nhưng mà yên lắng này không thanh tịnh, yên lắng này ô nhiễm bởi hờn giận, bởi những cái phiền não trong đời sống của con người. Còn một ngôi chùa, một đạo tràng nó yên lắng, buổi sáng yên bình, buổi tối yên bình, nhưng trong cái yên bình đó nó toát ra một sự thanh tịnh, một sự an lạc. Hai cái yên lắng nó khác. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói yên lắng nội tâm nè. Có nhiều khi mình kiếm chỗ mình ngồi đó chứ, nhưng mà trong lòng mình rất là bình an. Thí dụ mình ra đây, mình ra bờ hồ mình ngồi, mình nhìn cái cảnh hồ thật là yên tĩnh, trong lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những người yên lắng mà trong lòng này khổ đau, nhớ tới cái hình ảnh người đó đối xử với mình, đối với cái lời nói người đó đối xử với mình, nhớ tới đâu khóc tới đó, nhớ tới đâu buồn tới đó. Ta thấy mình sao ngồi góc nhưng mà hình như là mình đang bứt tóc, ngồi một góc bứt tóc, ngồi một góc cắn móng tay. Cái cũng là yên lắng đó, nhưng mà yên lắng này không thanh tịnh. Tại yên lắng này đang chất chứa nội tâm, đang khổ đau, đang phiền muộn lắng, nhưng mà trong lòng quá nhiều rối rắm, quá nhiều rối ren. Hai cái nó khác. Cho nên làm sao có được một ánh sáng thanh tịnh là ánh sáng của không. Khi nào mình có được một cái sự yên lắng mà trong lòng thanh thản, không có phiền não, không có giận ai, không phiền ai, đó là mình biết rằng mình đang có thanh tịnh quan. Lúc đó mình có được một ánh sáng vui vẻ, hoan hỷ quan. Quý vị thấy có nhiều người, người ta làm mệt mà tống quạo, còn mình á mệt mới có một chút mà quạo. Thí dụ như hoan hỷ nhất là nó hết pin. Có nhiều khi mình làm một việc gì, mình làm bằng cái sự hoan hỷ. Khi mà cái niềm hoan hỷ mình có mặt á, người khác người ta cũng nhẹ nhàng, ta đến với mình, ta cần gì ta hoan hỷ, ta đến ta hỏi lắm. Bữa nào mà mình hơi ngầu ngầu một chút, thôi thôi tụi không dám hỏi đâu, tôi thấy sáng giờ có bộ lạnh lùng quá. Mặc dù tôi đang đói bụng lắm mà tôi thấy cả mâm đó mà tôi không dám tới hỏi. Tôi sợ chưa ăn bánh mì mà ăn lựu đạn. Tại vì sao? Sự hoan hỷ mình không có. Cho nên á, làm việc gì trong đời sống mỗi ngày, cái sự hoan hỷ nó quan trọng. Cái nét diện của mình quan trọng lắm. Tại người ta nhìn mặt người ta tới gần. Có bao giờ mình sống với nhau mà nhìn mặt nhau mà sống không? Việt Nam mình hay dùng cái từ vậy đó, sống mỗi ngày chứ nhìn mặt nhau mà sống mà. Bữa nào thấy vui vui mới dám nói chuyện, bữa nào thấy lạnh lùng thôi rút cho rồi đó. Thành thử ra mình biết rằng á, có nhiều khi mình nói tôi có làm gì đó đâu, tôi đâu có làm gì, cái nét của tôi là thấy cũng muốn khổ rồi, nếu mà tôi làm nữa chắc chết đó. Thành thử hoan hỷ quan cần có ánh sáng đó. Thứ 8, trí tuệ quan. Trí tuệ quan là gì? Là ánh sáng của trí tuệ. Như nãy Pháp Hòa thưa rồi đó, mình làm việc gì mình có sự suy tư, mình có sự quán chiếu. Con đời, đời người nó có, ai cũng có sự thông minh, nhưng mà có những thông minh sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng mà có những thông minh sẽ mang lại khổ đau cho người. Có những người thông minh nhưng mà nghĩ ra mưu kế này mưu kế kia, lường gạt,
hay là hại người, nhưng mà có những ánh sáng, người ta luôn luôn nghĩ ra được những cái phương cách để giúp đỡ cho người, tạo những phương tiện cho người, những hạnh phúc cho người khác. Nếu mà thật sự xã hội này, quý vị thấy mỗi ngày chúng ta được phục vụ rất nhiều những cái phương tiện, đó là từ đâu? Từ những người có sự tuệ giác, có sự thông minh. Hồi đó ở Việt Nam mình á, cái ghế tụng kinh ở trong chùa đơn giản lắm. Nó chỉ là một cái miếng gỗ ở dưới này đóng thêm cái cây thôi. Cho nên nó mỗi lần tụng kinh xong nó chồng lại, nó kinh càng lắm. Sau này cái người ta nghĩ ra những phương pháp, những cái ghế kinh hay hơn, là người ta làm nó có cái có thể xếp lại. Cho nên tụng kinh xong xếp cái ghế bằng lại, một loại. Loại thứ hai là người ta bật vô bật ra xếp lại như một cái ghế ngồi, nhưng mà nó có những cái bản lề, cho nên xếp lại rất gọn. Rồi sau này người ta làm thêm được cái ghế kinh nhựa, nó chồng lên như những cái ghế rất là gọn. Nội một cái ghế kinh thôi, nội cái ghế kinh thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa thấy người ta chế cái chuông, cái mỏ. Hồi đó chuông mỏ nằm rời, nhưng mà bây giờ có nhiều chùa có một thầy trụ trì đi đám cũng mình thấy à. Rồi vừa cầm microphone vừa sao tụng kinh, cái người ta chế ra có một cái miếng gỗ để cái chuông, cái mỏ hai bên, ở giữa cắm cái dùi. Thầy chỉ cần đi đâu thầy xách bộ để đi theo. Thầy để trên bàn á, thầy thỉnh cũng được, tay cầm microphone tụng, tay chuông, tay mỏ. Còn bây giờ họ làm thêm cái cây nữa, cầm trên tay về chuông mỏ chung luôn. Ở đây Pháp Hòa mới nói, những cái sáng tạo mà người ta tạo cho mình một cái phương tiện. Ở bên Nhật á, người ta chế một cái khánh rất là hay. Cái khánh nhìn như cái chuông vậy đó, nhưng mà trên dưới này nó có cái cây á, bẻ cái cây bật ra bật vô, mà người ta chỉ cần lấy tay nhịp vô vậy nè, cái cây nó không có bung, cứ lấy cái gõ này mà gõ vô đây thôi, về này rất là tiện lợi. Thành nữa thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ nói một cái việc trong chùa thôi. Bây giờ Pháp Hòa thấy cái sâu chuỗi niệm Phật bằng cái máy rồi nha. Họ chưa, họ làm cái cục trên này là số, ở dưới này là cái hộp. Chỉ cần lần về khỏi chuỗi, đeo vô ngón tay vậy nè, đeo vô ngón tay gọn vậy thôi, cái lần vậy nè, nó hiện lên số. Niệm ra đâu hiệu, trời ơi tôi niệm được 3.000 hiệu rồi. Lần ô 5.000 hiệu rồi. Thật ra trên phương diện mà giúp cho người ta tăng trưởng cái năng lực, là mình thấy mình tinh tấn, mình niệm bao nhiêu hiệu cũng tốt. Nhưng mà cũng có trường hợp là cuối cùng niệm số chứ niệm Phật. Pháp Hòa cũng hay chọc vậy đó. Mỗi lần mà thấy cái máy đó, bác niệm số hay niệm Phật vậy? Tại vì bắt lần vậy, bữa nay con niệm 10.000 niệm rồi đó. Thật ra đó cũng là một hình thức chỉ cho người ta tinh tấn. Ở đây Pháp Hòa nói sự sáng tạo. Cho nên trong cuộc sống chúng ta ai cũng có ánh sáng của trí tuệ. Nhưng mà ánh sáng đó chúng ta làm gì? Chúng ta tuệ giác của mình làm gì? Để chúng ta thực hiện những cái gì chúng ta làm lợi ích cho người khác. Có một ánh sáng nữa, đó là ánh sáng nang tư. Nang tư là gì? Nang tư quan là ánh sáng khó mà có thể suy lượng được. Tại vì ánh sáng này tuệ giác vô cùng, hoan hỷ vô cùng, không thể lấy cái tư duy bình thường mà có thể tư duy được. Đó là ánh sáng của ai? Của những bậc làm việc lớn. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình thấy ai làm việc gì á, mình hay soi mói, mình hay phân tích, mình hay đem ra để mình mổ xẻ. Thấy khiếp không? Vừa mổ vừa xẻ. Nhưng mà rốt cuộc cái việc làm đó không phải là việc của mình. Phong và ví dụ vậy nè, có một cái việc làm ở trong đạo, mình không phải là người trong đạo, cũng không hiểu đạo bao nhiêu, thì chúng ta khoan phân tích, suy lường. Tại vì cái đó là việc làm của những người thẩm thấu được cái đạo lý. Mỗi người chúng ta có một việc khác nhau. Việc làm của người đời, người đạo nó không hết, tại vì người đạo đâu có hiểu chuyện ngoài đời. Nhưng mà việc ngược lại, có những việc trong đạo người đời hiểu không thấu. Cho nên mình khoan hả vội nói những gì mà theo cái suy nghĩ bình thường của chúng ta,
mà chúng ta hãy để đó. Nhiều khi đó là việc nan tư, khó mà suy lường, khó mà chúng ta suy lường được. Nếu chúng ta lỡ chúng ta nói thì nó sợ và chúng ta phạm vào cái lỗi là không biết mà suy lường. Mà cái gì suy lường thì chưa phải là chín chắn bằng cái tuệ giác của mình. Cho nên gọi là mình phải có ánh sáng của nan tư quan, ánh sáng mà khó suy lường được, của những bậc đạo đức, có những bậc làm, có những việc làm mà người ta, mình lấy cái tâm thường của mình so lường không được. Nhờ mình tu tập như vậy, đời sống của chúng ta liên tục. Ở đây buổi sáng, thường thường trong chùa các thầy các cô mới vào tu ai cũng học một số các bài kệ. Thí dụ ngủ dậy vừa mở mắt ra thôi, vừa mở mắt có bài kệ liền. Bài kệ mở mắt, bài kệ bước xuống giường, bài kệ bước chân đi, thậm chí có bài kệ mang dép, thấy không? Rồi bài kệ đi vào trong nhà vệ sinh, bài kệ mở nước, bài kệ đánh răng, bài kệ rửa mặt, bài kệ mở đèn. Thì nếu như mà mình luôn luôn thuộc kệ và tất cả mọi việc làm mình đều mình đọc một bài kệ, thì mình không có bị mất chánh niệm, tới tâm tư mình không nghĩ ra chuyện khác. Lúc nào mình cũng nhớ những cái câu pháp ngữ đó, giúp cho mình liên tục. Gọi là gì? Cái này gọi là bất đoạn. Ánh sáng này không có bị đứt đoạn. Có nhiều khi mình tu á, có khi á, thì tinh tấn dữ lắm, trời đi chùa gần như mỗi ngày vậy đó, tự nhiên có một dạo làm biếng cả năm không thấy mặt. Ở nhà thì bữa tụng bữa không. Có nhiều khi ăn chay á, nói thôi thôi con không dám phát nguyện đâu, con phát nguyện rồi lỡ không ăn cái tội, thôi kệ để tùy duyên đi, bữa nào tiện ăn, mà không thấy bữa nào tiện hết. Tại vì sao? Bữa nào cũng tiện đồ mặn hết trơn. Cho nên mình ăn chay mình phát nguyện để chi? Để mình tạo điều kiện ăn chay. Phong vào ví dụ, bữa nay mấy? Bữa nay 13 âm lịch nè, ngày mai 14 có ai ăn chay không? Ngày 15 ăn chay phải không? Thì mình biết rằng ngày mai 14, 15 mình ăn chay, thì mình sẽ tạo điều kiện nấu đồ ăn chay, nấu thức ăn chay. Mình không tạo điều kiện mua thức ăn mặn, tại vì mình biết rằng 2 ngày tới mình không sử dụng tới, mình sẽ ăn chay, cho nên mình sẽ đi chợ mua thức ăn chay. Như vậy thì khi mình phát nguyện ăn chay, nó có cái hay là mình sẽ cố gắng tạo cái duyên để nó trợ cái duyên ăn chay của mình, bằng cách là mình đi chợ mua thức ăn chay. Bây giờ phát nguyện nè, mỗi tối con nguyện tụng 15 phút tụng kinh. Nhờ mình phát nguyện như vậy cho nên tối nào ăn cơm tắm rửa rồi phải thu xếp thời gian để mình thực hiện cái tâm nguyện tụng kinh của mình. Như vậy thì phát nguyện để làm gì? Phát nguyện để chúng ta cố gắng tạo cái duyên cho cái nguyện của mình được thực hiện. Cho nên mình mà nói rằng thôi đừng có hứa gì hết á, làm được gì làm, ít khi nào mình làm lắm, tại mình có hứa gì đâu. Mà cõi đời này cái điều kiện mà bất thiện, cái điều kiện mà lôi mình nó nhiều lắm. Điều kiện thí dụ bây giờ nè, mình ăn chay, bây giờ so ra nhà hàng chay mặc dù có, nhưng mà làm sao nhiều bằng nhà hàng mặn? Nhà hàng mặn mới nhiều chứ. Thì như vậy chúng ta nguyện ăn thì chúng ta sẽ tìm tới chỗ đó, chúng ta nguyện tu thì chúng ta tạo duyên tu. Cho nên chúng ta nguyện tạo một cái gì thì chúng ta tạo cái duyên đó. Vì vậy cho nên cố gắng làm sao để chúng ta có được một cái duyên bất đoạn. Bất đoạn là không có bị gián đoạn, mà chúng ta cần phải có sự liên tục. Cho nên tu hành phải tinh tấn. Không tinh tấn là giải đãi, không tinh tấn là giải đãi, chứ phải có một ánh sáng của liên tục, của bất đoạn. Mình phải có một ánh sáng gì? Vô xưng. Làm tất cả việc mà không bao giờ có một ý tưởng khoe khoang. Có gì đâu khoe, phải không? Ăn chay cũng là ăn thôi. Bây giờ mình đổi món ăn. Cho nên người ăn chay không bao giờ chê trách người ăn mặn, nếu có là khuyến khích. Bây giờ trường hợp hai nè, hai việc ha. Một người mình ăn chay, mình chê người ăn mặn,
thì chứng tỏ là mình không khuyến khích họ. Cái người nói thôi anh ăn ngay mặn nhưng mà ngày mai anh ăn chay với tôi nửa ngày được không? Mình khuyến tấn người ta, tại vì người ta chưa làm được. Mình không có chê, mình chê là mình đẩy ta ra luôn. Cái này chưa phải là tâm hạnh của người Bồ Tát, phải không? Bồ Tát là phải khuyến tấn. Bây giờ người ta ăn nguyên ngày không được thì mình xin ăn nửa ngày. Và chẳng những vậy, chúng ta học nấu chay cho ngon, để làm sao hấp dẫn được cái người ăn mặn mà người ta ăn chay theo mình mà người ta không thèm. Mình phải thông cảm cho người ta, tại người ta chưa quen, chứ người ta đâu muốn. Người ta cũng muốn tập ăn chay, có thể người ta chưa quen hoặc người ta chưa hiểu được cái ý nghĩa. Cho nên thay vì chê là mình đẩy người ta ra, còn mình khen, mình khuyến khích thì mình đem người ta vào. Đó, bây giờ quý vị đơn giản là con mình nè, mình chê nó mỗi ngày thì mình sẽ thấy nó tệ hơn, nhưng mình khuyến khích nó mỗi ngày thì mình thấy nó sẽ cố gắng. Con thương mẹ, con tắt game, con làm bài nửa tiếng đi, con đọc sách với mẹ nửa tiếng đi. Mình kêu nó một tiếng nó chưa làm được, nhưng mình bỏ phế là nó hư. Mình bỏ phế là nó hư, mà mình la nó hoài thì nó cũng không xong. Bây giờ chỉ còn cách gì? Khuyến khích. Khuyến khích. Con tắt cái game đi, con ra đọc sách với mẹ nửa tiếng nha. Con ra ngồi ăn cơm với mẹ một chút. Thay vì nó bưng tô cơm nó vô phòng nó ăn, nó vừa chơi game nó ăn. Rồi mình mở cửa, mình chửi, mình bới, mình la đủ thứ, không quên. Mình bỏ phế nó cũng không được, la nó cũng không xong, chỉ có khuyến khích thôi. Bản thân mình cũng vậy. Thí dụ mình không đi chùa, mà nếu một người nào đó nói, bà đó ha, anh đó ha, không đi chùa là tội lỗi lắm, nói như vậy là không bao giờ mình kêu người ta đi chùa được đâu. Mình khuyến khích người ta. Bữa nay chùa có lễ nè, sinh nhật của Phật. Nói lễ Phật đản ta không biết đâu, nói luôn sinh nhật của Phật. Rồi từ đó ta mới biết cái lễ Phật đản là gì, chứ bình thường mình nói chữ Phật đản ta đâu có hiểu. Hôm nay sinh nhật của Phật, tôi đi chùa, anh đi với tôi nửa ngày nha, chị đi với tôi nửa ngày. Mình khuyến khích. Người ta chưa sám hối, mình đi sám hối không? Tôi tội lỗi gì sám hối. Có nhiều vị ta cũng suy nghĩ vậy đó, tôi đâu có tội lỗi gì đâu sám hối. Dạ không, cái lễ này lễ mình hướng tâm. Mình lỗi thì có nhiều cách, vô tình có, cố tình có, quá khứ có, hiện tại có, thấy không? Thành tử ra mình đi tụng kinh tâm cho nó thanh tịnh. Quan trọng là cái cách khuyến khích của mình, chứ không phải chê. Chúng sanh nào cũng vậy thôi, mình bản thân mình cũng vậy. Ai chê mình sẽ đi luôn, còn ai khuyến khích mình sẽ có mặt. Cho nên á, cái tinh thần của Phật pháp là tinh thần khuyến thỉnh, chứ không có chê trách là đẩy lui. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải có một ánh sáng của vô xưng. Vô xưng nghĩa là không khoe khoang, nhưng mà luôn luôn tạo điều kiện và mở lòng đối với tất cả chúng sanh nào họ chưa được cái chỗ đó. Quý vị không thấy chư Phật Bồ Tát sao? Các ngài lân mẫn chúng sanh bằng nhiều cách. Bằng chứng nè, bình thường biểu tu không tu đâu, nhưng mà khi người ta có nạn mình biểu người ta tu tới đâu người ta tu hết á. Cho nên trong phẩm phổ môn, thấy không, người nào muốn cầu con trai con gái niệm Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà có những người ta đâu có nhu cầu đó, ta có nhu cầu đi tìm vàng bạc chân trâu, gặp La Sát quỷ dữ niệm Quan Âm. Thật ra cái ý nghĩa sâu sắc của mỗi cái lời đó nó sâu lắm. Cầu con trai nghĩa là cầu trí tuệ, cầu con gái là cầu cái hạnh đức. Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho đức hạnh. Nghĩa là người nào muốn có trí tuệ, muốn có đức hạnh thì người đó trở về tu tập. Chữ niệm là nhớ nghĩ, Quan Âm là chúng ta trở về với đức tánh từ bi để thể hiện được đức hạnh trí tuệ của mình. Nhưng kinh điển thì dùng cái từ là nam và nữ. Người nào muốn cầu trân châu mã não, đức là tượng trưng cho cầu những cái quý giá trên đời. Nhưng trong cuộc đời này đâu có làm gì dễ đâu. Trên đường mình đi, Pháp Hòa ví dụ á, nếu ở chỗ đó người ta biết có cái mỏ hột xoàn, người ta có để tới riêng mình không? Thôi đừng nói hột xoàn hen,
đây, lái xe đi đi shopping nè, lái đi vòng vòng thì tìm cái bãi đậu xe gần nhất, tới hồi quẹo vô ngay cửa luôn, quẹo vô đụng ngay cái bảng handicap, phải lui ra thôi. Nếu mà dễ dàng đậu vậy đâu phải tới phiên mình. Một cái đơn giản là trong cuộc đời này nổi cái bãi đậu xe những cái chuyện bình thường thôi, huống chi những cái gì nó cao quý hơn. Ở đây muốn nói trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn mỗi ngày chúng ta đều gặp khó khăn, đi làm chỗ nào cũng có la sát quỷ dữ hết. Quan trọng là chúng ta nhìn lại, ví dụ sắp sửa gây với nhau thì suy nghĩ lại, ủa mình chị em với nhau vô đây kiếm sống, đâu có kiếm chuyện. Thôi à, người nào kiếm chuyện thì mình ráng nhịn đi, tại vì hai người kiếm chuyện còn chuyện gì đâu để kiếm. Thôi nhịn, một người nhịn, chị đó kiếm chuyện, mình ráng nhịn kiếm tiền. Mình nhịn được, đó là trân bảo của mình. Mình nhường được, đó là trân bảo của mình. Còn mình nói ra không bao giờ có trân bảo. Có bao giờ lời nào mình nói ra mà nghe nó hay mà lúc giận đâu. Hiểu ý không? Cho nên lúc mình nhịn được, đó là trân bảo của mình. Mà làm sao mình nhịn được? Vì mình trở về với Đức Quán Âm. Quán là quay trở về, nghe được tôi đang giận. Âm là âm thanh đó. Âm thanh lúc này là tôi đang giận. Tôi nói ra là sẽ những lời giận, mà nói ra hồi không có hột xoàn mã não, mà toàn là đá sỏi không, chọi nhau lỗ đầu. Thôi một người kiếm chuyện, mình ráng nhịn kiếm tiền. Một người không bao giờ nhường ai, mình ráng nhường. Theo thiếu một người cũng không sao. Sống với nhau á, mà ai cũng khởi cái tâm, mình đến đây trong cuộc đời tạm bợ này, mình đi tìm kiếm tiền để sống thôi, chứ tiền nhiều cũng đâu có xài hết ngày đó đâu. Ngày nào ai bạc triệu chứ cũng hà tiện chứ, mà xài cũng chừng mực chứ, đâu có ai mà xài dữ vậy. Cho nên thôi kệ, nhiêu cũng đủ. Mình biết đủ là cuộc sống mình nó tạm ổn. Cho nên trong kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn nói đi tìm trân bảo, gặp dạ xoa la sát, niệm Quán Âm, thì mình liền đi vào được chỗ cạn, chỗ đó đó. Cái người bạn đối tượng của mình bây giờ là dạ xoa la sát đó. Mà nếu mình sực dạ xoa la sát nữa thì dạ xoa la sát này, hai người cùng dạ xoa la sát với nhau. Cho nên có một vị đó đọc phẩm Phổ Môn đó, đọc tới chỗ đó vô hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng, con đọc phẩm Phổ Môn tới cái chỗ mà gặp quỷ dạ xoa la sát, vậy con xin thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Cái hòa thượng đó ngu như vậy mà cũng hỏi. Cái ông trợn mắt, ông nói ngu gì ngu. Ông nói, hòa thượng nói, ông thấy dạ xoa la sát chưa? Ông chắp tay cúi đầu, dạ con thấy rồi. Dạ xoa la sát là khi người ta nói mình sốc mình, mà mình bị mắt trợn, rồi răng, rồi mặt của mình biểu lộ, giây phút đó là dạ xoa la sát. Cũng giống như cái người kia hỏi, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con thiên đường và địa ngục. Thì hòa thượng mới tán ông này bạc tay, ông rượt hòa thượng đánh. Thì hòa thượng nói, mô Phật, địa ngục tới rồi. Thì cái ông này ông giật mình, ông được hòa thượng khai thị địa ngục rồi. Ông nói, mô Phật, con sám hối hòa thượng, con sám hối hòa thượng. Hòa thượng nói, mô Phật, thiên đường tới rồi. Thiên đường địa ngục là vậy đó. Thiên thính tịch vô âm, trời lấy tai nghe không có tiếng, thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ biết tìm đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm. Nó nằm ngay trong lòng người mình, đó là thiên đường. Cho nên mình phải có ánh sáng của vô xưng. Cuối cùng gom hết tất cả ánh sáng đó lại, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, diệm vương quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang, nan tư quang, bất đoạn quang, vô xưng quang, mình có được gì? Siêu nhật nguyệt quang. Siêu nhật nguyệt quang là mình siêu việt ánh sáng này, siêu cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Siêu nhật nguyệt mà, nhật là mặt trời mà trăng là mà nguyệt là mặt trăng. Ánh sáng này hơn cả ánh sáng mặt trăng mặt trời,
Vì vậy gọi là diệu quang. Pháp Hòa giải thích tên chùa đó, diệu quang đó. Một chữ diệu thôi mà phóng ra 12 ánh sáng. Cho nên diệu là gì? Là vi diệu, là thù thắng, không có gì bằng. Mà muốn có được chữ diệu đó, mình phải nương vào những ánh sáng này. Bây giờ một lượt 12 quang hơi khó không? Mỗi lần mình gặp chuyện gì, mình lấy một quang ra mình sống. Đó, ví dụ như nãy ai một người nhỏ hơn mình làm một cái điều không đúng với mình, cái mình phóng ra ánh sáng gì? Ánh sáng vô biên quang. Thôi, mình người lớn mà, buồn người nhỏ làm chi? Nó đáng con đáng cháu mình, thôi kệ, hỷ xả cho nó có phước. Đó là vô biên quang. Đó là vô. Rồi sao vậy? Mình không có thấy ngăn ngại giữa lớn và trẻ. Quan trọng là ở cái chỗ tuệ giác thôi, gọi là vô ngại quang. Quý vị nào ở đây mà đọc kinh A Di Đà đó, mỗi lần tụng xong cái lại này nè: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai, đọc suốt cho tới câu cuối cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích 12 ánh sáng đó mà Phật nào cũng có, mà không phải Phật có mình chưa có. Mình chưa có nhưng mà mình có không? Có, bằng cách là mình nương, mình nương ánh sáng đó. Mình chưa có nhưng mà ráng nương ánh sáng đó là sẽ có. Pháp Hòa ví dụ, một hôm nào mình lái xe hay là mình đang đi bộ, người mình không có đèn pin, mình chỉ có hai mắt thôi, mà hai mắt mình đâu sáng dữ vậy, nó đủ sáng để nó nhìn ánh sáng khác mà nó đi thôi. Cho nên mình thấy đèn đường đi tới đó cái mình nhìn lái theo. Như vậy con mắt mình cũng là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của mình là ánh sáng của con người. Ánh sáng đó là chưa nói lúc mắc bệnh nữa nha, nếu mà bệnh là còn màu dữ nữa. Còn ánh sáng này bình thường thôi, ánh sáng con mắt, nhưng có thể tới chỗ đó vì có cái ánh sáng kia nó sáng hơn là đã đèn đường. Rồi mình nương cái ánh sáng đó, mình đi tới được chỗ kia. Mình cũng như thế, chúng ta chưa đủ tuệ giác, nhưng chúng ta có đủ cái tâm tư, cái tâm nguyện, cái tâm hạnh. Chúng ta nương vào ánh sáng của Phật, của Bồ Tát chúng ta tu. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình ăn chay không quen, thấy bạn bè nào ăn chay trường đó, nương cái vị đó ăn. Mình thấy người kia ăn 10 ngày mình ăn chưa được, nhưng nếu mình nương người kia mình sẽ qua được 10 ngày chay. Rồi mình không biết nấu ăn, nương cái người biết nấu ăn. Mình không biết tụng kinh, nương cái người có giọng tụng tốt. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống của mình, tôi không có xe, chị có đi ngang đó chị cho tôi quá gian, leo xe người ta đi chung. Tôi biết lái xe mà tôi không biết đường, anh lái trước tôi lái theo. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống mình có nương nhau không? Có. Như vậy thì ai cũng có những tuệ đó, chúng ta lấy cái ánh sáng chúng ta nương với nhau. Mình chưa đủ sáng nhưng không có nghĩa là tối tăm. Mình đủ sáng để nhận định người kia sáng hơn mình. Mình đủ sáng để mình biết rằng đó là ánh sáng tốt để mình nương theo. Thưa đại chúng, khi người nào sắp mất, chúng ta đến khai thị, chúng ta nhắc nha. Thí dụ mẹ ba mình đi, ba ơi ba nhớ nương vào ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật trong sạch một màu. Mình để tay trên đỉnh đầu, Phật đang ngự trên đỉnh đầu của ba nha, ba theo Phật nha. Tại vì người sắp mất gọi là lâm mạng chưa có chung thời. Bốn chữ lâm mạng chung thời nghĩa là cái thân mạng họ đang lâm vào cái giờ phút tuyệt, gọi là
chấm dứt, gọi là lâm mạng thôi. Khi nào họ trút hơi thở cuối cùng, chúng ta gọi là chung thời. Chữ chung là hết, là kết, nghĩa là chung thời là giây phút kết thúc, nhưng người ta còn thở hơi hớp. Cái thân mạng họ đã lâm vào cái giờ phút nguy kịch, không còn mấy phút nữa đâu. Giây phút đó tâm lý bàng hoàng, tiền lộ mang mang. Tiền lộ tức là đường trước, mơ màng không biết phải đi đâu, vị tri hà vãng không biết sẽ đi đâu. Rồi con cháu phải xa lìa, chưa nói của cải, chưa thanh toán xong, bao nhiêu thứ còn đang bấn loạn trong lòng họ. Có một ai đó định tâm cho họ: đạo hữu, Phật tử đừng lo nữa, buông xả hết. Bây giờ đạo hữu phải nương vào ánh sáng trong sạch của Phật nha. Đạo hữu nhớ Phật đang ngự trên đỉnh đầu. Nếu mình không có ai khai thị, mình tự khai thị cho ba mình, cho người thân mình khi người đó sắp mất. Đặt tay trên đỉnh đầu họ, niệm Phật và nói với họ: Phật ở đây này. Đó là mình chỉ cho họ một cái lối đi thôi. Nhưng mà cái lối đi thượng cao nhất, thượng nhất. Tại vì giờ phút đó họ không biết đường để họ đi. Cho nên hồi ngày, hằng ngày chúng ta sống, tại sao chúng ta phải quy pháp? Là vì chúng ta chọn một con đường để chúng ta đi. Đó là con đường của chánh pháp, của chân lý, của lẽ thật. Không đi đường khác, chỉ đi một đường chánh pháp. Cho nên hằng ngày mình tập thành một cái tập nghiệp, để khi lỡ mình có mất bất tử, con đường này nó vẫn có mặt cho mình. Thấy không? Con đường xưa ta đi, con đường đó là con đường của chánh pháp. Còn ai mình khai thị được cho người đó tốt, nhưng chính bản thân mình phải có một con đường cho chính mình. Đó, con đường đó là con đường của chánh pháp. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong, con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và hiểu biết. Con đã nương tựa rồi, về nương tựa pháp rồi, về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng bồ đề. Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người thấy được cái đường của mình đi. Cho nên mỗi ngày chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng. Có ngày nào tụng kinh mà không tự quy đâu. Còn hôm nay quý vị phát nguyện quy y một lần trong đời, đó là nương tựa tam bảo thế gian, tượng Phật. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, quyển kinh là thế gian pháp bảo, các thầy đang sống trong đời sống tu tập chúng ta là thế gian tăng bảo. Trước hết chúng ta phải có cái đó. Tu phải nương tựa ba cái bên ngoài trước, rồi từ từ lần về bên trong tự quy y. Ngày quy là mình nương tựa Phật pháp tăng, nhưng mà cuối cùng mỗi ngày con phải trở về nương tựa Phật pháp tăng trong con. Cho nên ngày nào cũng tụng tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Hôm nay Pháp Hòa về thăm chùa Diệu Quang sau hơn một năm xây dựng, để cho đại chúng có được một cái ý nghĩa hai chữ Diệu Quang, tên của chùa đây, nhưng mà cũng là cái chúng ta cần nương tựa mỗi ngày. Mỗi người trong chúng ta sẽ có một ánh sáng khác nhau. Nếu chúng ta là người có tuệ giác, không khinh ai hết, không xem thường ai hết, mà phải thấy rằng mỗi người có một ánh sáng chúng ta cần nương tựa. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa thì tạm thời nha, quý vị cho Pháp Hòa là người giảng pháp giỏi đi, nhưng mà Pháp Hòa ăn, Pháp Hòa phải nương tựa một cô nào nấu ăn chứ. Như vậy mình giỏi mặt này, mình phải nương người khác mặt khác, phải không? Mình là mẹ, mình nói gì con mình cũng nghe hết á, nhưng mà đi đâu phải nương con. Không có nó ai chở, không có nó ai dẫn mình đi. Mình là người có tiền nhưng vẫn phải nương bác sĩ. Mình là người khỏe mạnh nhưng thỉnh thoảng cũng phải nương miếng thuốc cảm, thuốc nhức đầu. Đây là một vài ví dụ thôi. Như vậy thì trong đời sống chúng ta, mỗi người sẽ có một ánh sáng, và chính tự thân mình cũng đủ 12 ánh sáng đó nếu mỗi việc chúng ta phóng ra.
Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, bữa nào mình buồn nhà mình, cái mình không muốn gặp ai hết đó, mình đóng cửa trong phòng của mình đó, mình nói ồ, vậy là nãy giờ nhà mình nó tịnh mà nó không thanh. Thôi bây giờ mình đi ra với một tâm hồn trong sáng. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận phải nấu ăn, giận phải dọn dẹp nhà cửa, vì đó là bổn phận của mình. Giận ba cái con đói. Kỳ quá à. Không đẹp, phải không? Giận ổng mà sao bỏ con. Cho nên đi ra ngoài nấu ăn, chơi vui vẻ với con. Bây giờ ánh sáng giữa mình với người kia đang lu mờ, nhưng mình ánh sáng như người khác vẫn còn chứ. Tự nhiên cuộc sống của mình nó vẫn luôn luôn bất đoạn. Quý vị nhớ là không vì giận một người này mà mình đoạn cái khác nha. Chúng ta luôn luôn, không có đoạn đâu, mờ thôi. Thử ổng xin lỗi cái què liền. Thành thứ sao đoạn được. Chẳng qua là giống như cái đèn dim đó, lâu lâu nó bấm mờ xuống một chút vậy, chứ ổng là ổng bật sáng lên là bình thường trở lại à. Chỉ cần một lời xin lỗi, chỉ cần một lời giả lả, làm mọi thứ nó bình thường. Cho nên trong tâm tư mình có hoan hỷ, có thanh tịnh, có trí tuệ, có vô ngại, có vô biên, có vô đối, có vô xung, thì mình có diệm vương, thì ánh sáng này luôn luôn tỏa sáng siêu nhật nguyệt, siêu ánh sáng của mặt trời, siêu ánh sáng của mặt trăng, và mình trở thành một diệu quang. Và thưa đại chúng, trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Diệu Quang đó là một hóa thân khác của Đức Văn Thù Sư Lợi. Nhớ không? Diệu Quang đó là ngài trong cái phẩm mà kể lại cái chuyện xưa đó. Thấy không? Cái người cầu danh là Di Lặc. Còn cái người mà nương vào ánh sáng và tu tập đó, hướng dẫn đó là ngài Diệu Quang Bồ Tát. Mà Diệu Quang Bồ Tát chính là hóa thân của Văn Thù. Như vậy thì tại sao Diệu Quang với Văn Thù là một? Tại vì quang là sáng, mà Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có người có trí tuệ mới phóng ánh sáng vi diệu được như vậy. Chỉ có người có trí tuệ mà phóng được ánh sáng vi diệu như vậy. Thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng qua một cái buổi nói chuyện về 12 ánh sáng của Đức Phật, mà không phải chỉ Phật mới có, mà tự thân chúng ta cũng sẽ có thể nương vào mọi ánh sáng đó mà chúng ta phóng quang, chúng ta tu tập, chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Tự thể chúng ta sẽ làm cho mình tươi mát, tỏa sáng nhờ cái cách sống của chúng ta. Có nhiều khi mình đi tới một nơi nào đó, tự nhiên mình tỏa sáng, mình đâu có nói gì đâu, đâu làm gì, nhưng mà ta nhìn mình ta có một cái sự lân mẫn, quan tâm. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn sống bằng thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang, vân vân, để chúng ta tỏa sáng. Mà nó vi diệu lắm, không có cần phải khoe, không cần phải nói gì hết mà người ta cảm nhận được. Cho nên gọi là hào quang. Biết chữ hào là gì không? Hào là nhuyễn. Chữ hào là từng sợi rất là nhuyễn. Ánh sáng đó rất là nhuyễn, rất là mịn màng, cho nên gọi là hào quang. Cho nên ai mà làm hào quang cho Phật á, nhớ làm ánh sáng Phật phóng quang bằng cái ánh đèn á, nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, mua mấy cái đèn Christmas về gắn chớp giống vậy, đó không phải hào quang. Cái đó là đèn Noel. Ánh sáng của hào quang á là ánh sáng nhẹ nhàng lắm, nhuyễn lắm, không có biểu lộ nhưng mà nó vẫn phát sáng. Người mình cũng vậy, mình không khoe khoang nhưng mà nó vẫn tỏ lộ ra được cái sự nhẹ nhàng bình an ở nơi mình. Chữ hào là vậy đó, hào quang chiếu rạng mười phương. Hào là từng cái sợi rất là mịn màng, rất là nhuyễn, không có lè lẹt, không có phóng một cách mà rực rỡ như vậy. Cho nên ai làm hào quang nhớ đừng có làm mấy cái hào quang mà nó chạy giống như mấy giống như cái đèn lô tô vậy. Không phải. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có buổi sáng an lạc.